Đây chưa? Bắt đầu chưa? Hương Còi và Tạ Văn Linh xin chào tất cả các quý khán giả. Chào mừng các bạn quay trở lại với phần phát trực tiếp của Messi Plus Shop trong giải The One tại số 42 Nguyên Hồng. Trên màn hình các bạn, đây sẽ là trận đấu đầu tiên của vòng đấu loại của giải The One được tổ chức trong 2 ngày. Ngày 15 và ngày 16 tháng 9 năm 2018, trận đấu giữa hai cơ thủ chuyên nghiệp Nguyễn Văn Đặng và sự trở lại tuyệt vời của cơ thủ Nguyễn Thành Nam. Trận đấu giữa một thế hệ gạo cội và một tay cơ trẻ đang lên. Chắc chắn là sẽ nhận được cái sự thu hút và quan tâm của các quý khán giả. Vẫn như mọi khi trong phần bình luận của mình thì Hương Còi cũng rất mong các quý khán giả chúng ta vừa theo dõi, vừa ấn nút like và chia sẻ cho Magic Billard Shop cũng như là giải đấu đang diễn ra tại câu lạc bộ The One Nguyên Hồng. Chính xác rồi Đức Long. Và trận đấu đã bắt đầu được diễn ra rồi. Đây là trận đấu chạm 8. Trên màn hình các bạn là cơ thủ kiêm huấn luyện viên Thành Nam. Đây là một cơ thủ gạo cội trong làng bia Việt Nam. Anh đã có rất nhiều những cái thành tích mang về cho chính mình và đặc biệt nữa là cho đội tuyển Hà Nội cũng như là của Việt Nam. Anh Nguyễn Thành Nam thì trong thời gian vừa qua cũng đã công tác tại Thượng Hải với vai trò là huấn luyện viên dẫn đội tuyển Billard Snooker của Việt Nam sang thi đấu giải Thượng Hải mở rộng
Anh cũng đã quay trở về để kịp tham gia giải đấu này. Đức Long ơi, xin mời em đến câu lạc bộ The One tại 42 Nguyên Hồng. Đây cũng là lời mời cũng như là cái sự trân trọng của ban tổ chức với các quý khán giả quan tâm tới giải đấu này. Ngoài việc các bạn có thể theo dõi qua màn hình phát trực tiếp thì các bạn cũng có thể đến trực tiếp cái địa chỉ mà Hương Còi vừa thông tin để chúng ta có thể theo dõi những cái trận cầu đầy kịch tính đang diễn ra tại đây. Quyền nắm chủ động vẫn đang trong tay cơ thủ Nguyễn Thành Nang. Tuy nhiên thì các bạn có thể theo dõi trên màn hình thì có một quả bi đang bị kẹt, đó chính là bi số 5. Không biết Linh nhìn có đúng hay không? Chị nhìn ở cái hướng máy quay này thì bi số 5 đang bị mất đường vào bởi bi số 7. Có vẻ như vẫn còn riêng đường ở phía lỗ tít bên tay trái màn hình. Anh Thành Nam quyết định sử dụng một cú đánh đẩy cú lê ba băng. Tuy nhiên thì góc ra đã hơi bị sai rồi. Vẫn là còn lá. Bi này thì với trình độ của thì chắc chắn là sẽ không gây khó khăn gì cho anh Nam. Tuy nhiên thì cái vấn đề chính của chúng ta là cái vấn đề điều bi số 6 như thế nào thôi. Đây cũng là một cái lợi thế nữa, đó là anh Nam thì sử dụng tay phải. Và cái cú đánh này với người dùng tay phải thì có vẻ là cũng là một cái thuận đúng không? Cái kinh nghiệm già dơ của một lão làng trong BI Việt Nam. Không lựa chọn cái liệu pháp rủi ro khi vào một cái tình huống 5 ăn 5 thua như thế này. Quyết định là chạy đạn hai đến từ anh Thành Nam. Siết chặt vòng vây, một cái cú đánh có áp phê căn cái chạy hai băng ra sau bi số 9. Quan sát thấy nếu như đánh bi số 5 thì sẽ rất khó điều bi số 6 nên anh Thành Nam quyết định là chạy đạn để tìm kiếm cho mình một cơ hội rõ ràng hơn. Với cái việc mà siết chặt vòng vây như này thì không biết là Đãng có giải vây được thành công không? Văn Đãng là một cơ thủ có khả năng đỡ thủ rất là tốt. Chúng ta hãy quan sát xem. Những cái cú A băng. Ô, quá tuyệt vời, một cú A2 băng. Các bạn có thể nhìn kỹ, đây là một cú A2 băng rất tốt của Đãng. Thông thường thì những cái cú thủ và ép đối thủ vào cái thế A băng là đối thủ sẽ bị vào cái tình huống là bị động, cái trạng thái bị động, nhưng vừa rồi thì Đãng đã xử lý rất thành công và giành lại thế chủ động vừa rồi. Và vừa rồi thì nếu như bi số 5 có không rơi xuống lỗ thì cũng sẽ ra một thế bi cực kỳ khó khăn cho anh Thành Nam. Rất đây là kinh nghiệm đến từ qua bằng kinh nghiệm. Nhưng ngay sau đó là một pha đánh lỗi. Xin chào anh Trần Anh nhé. Xin chào Hòa Nguyễn Duy. Chào tất cả mọi người. Xin chào Tam Thái Tử. Rồi một trận đấu vào buổi sáng với vòng loại, tuy nhiên thì với trình độ và đẳng cấp cũng như là tên tuổi của hai tay cơ này thì cái việc mà ở vòng loại hay vòng trong thì đều sẽ là những cái trận đấu và những cái đường cơ biểu diễn rất là đẹp mắt, cống hiến cho khán giả. Chính vì thế với Hương Còi cũng như là Tạ Văn Linh cùng với Magic Blast Shop cũng hân hạnh là và rất mong muốn là các bạn hãy tiếp tục chia sẻ phần phát trực tiếp này về tường để ủng hộ cho Magic cũng như là giải đấu trong hệ thống giải của câu lạc bộ The One. Chưa được tốt rồi, có cơ hội không ạ? Một pha nhấn đầu gậy có vẻ như không tốt của anh Thành Nam. Bi 8 đã bị vào giày và cơ hội để cho Văn Đãng nâng tỷ số trận đấu lên 1-0 là quá rõ ràng rồi. Chỉ là một pha đẩy chơi thôi. Chị cảm nhận như có vẻ như là anh Nam đánh cái cú đánh ấy chưa được tập trung, có vẻ là vậy. Thì đó là một cái cú đánh quả bi trung bình, thậm chí là chị thấy là cũng tương đối ngon. Cái lỗi xảy ra này, cái lý do có thể giải thích được là trong có vẻ như là hơi mất tập trung, bởi vì hiện nay cái số lượng người đi lại cũng tương đối nhiều và đây là trận đấu đầu tiên trong cái vòng loại này. Rất tiếc là cho anh Thành Nam trong cái tình huống vừa rồi. Đáng lẽ ra anh đã có cái cơ hội để là người mở tỷ số đầu tiên thì anh đã dành lại cái cơ hội này cho Đặng.
cái cú đê ba tiếp theo là thuộc về cơ thủ Nguyễn Thành Nam. Với giải đấu hiện nay thì đại đa số là chúng ta tổ chức với cái nội dung thi đấu là chuyền bóng xếp cao và phá luân phiên. Đồng hành với phần phát trực tiếp của Magic Plus Shop, Magic Plus Shop cũng như là câu lạc bộ dấu ăn tại 42 Nguyễn Hồng, trân trọng cảm ơn tập đoàn Mai Loan với hai thương hiệu One Life One Coin đã luôn song hành. Linh đánh giá như thế nào về cái cú đê pa này của cầu thủ Nguyễn Thành Nam? Đó là một cú đê pa kỹ thuật của anh Thành Nam. Anh Thành Nam thì trong thể loại 9B thì anh sử dụng cú phá với lực không lớn, chủ yếu là sử dụng bằng kỹ thuật đầu gậy để xử lý và điều bi cái và bi 1, bi 2 thôi. Vừa rồi là một pha phá bi tốt. Tuy nhiên thì với cái tình huống như thế này thì việc điều bi số 3 là không phải là đơn giản một chút nào cả. Khi mà bi số 8 và bi số 6 đang chặn đường để điều bi số 3 ở phía lỗ góc xa rồi. Mà cái má của con 2 bây giờ đang vênh và có hai cái đường có thể đưa được bi số 2 vào lỗ, đấy là lỗ 10 và lỗ góc bên phải phía gần màn hình quý khán giả đúng không? Đó, và có vẻ như là nếu như đánh để cái bi đạm nó dễ ăn thì sẽ đưa bi số 2 vào lỗ 10. Nhưng để kiểm soát được quả cái, để căn góc mép thì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy một cái đường căn này rất kỹ qua cái hướng 7-9 sàng C hai băng này dội lên rất khó. Và để có thể là đưa quả cái ra vị trí tốt hơn điều con bi số 3 này thì có thể đưa bi số 2 vào lỗ góc. Nhưng thì cái góc điều của quả cái sẽ tốt hơn, nhưng cái bi đạn thì lại bị khó. Chúng ta sẽ xem cái cách xử lý của cơ thủ Nguyễn Thành Nam. Rất tiếc cho cơ thủ Nguyễn Thành Nam. Và có vẻ như là một cái cú trô kéo áp phê trên cái bàn với cái nỉ mới như vậy thì đây là một cú trô chưa kiểm soát được. Và đó cũng có vẻ như là cái lý do mà Tam Thái Tử đúng không ạ? Một bạn quý khán giả cũng có nhận định rằng là anh Nam trong cái ván đầu trước đã điều con 7 ra con 8 bị lỗi lực. Để chuẩn bị cho giải đấu này thì câu lạc bộ Dầu Ăn tại số 42 Nguyên Hồng đã thay toàn bộ nỉ của các bàn để giải đấu có thể được diễn ra một cách tốt đẹp nhất với những cái trang thiết bị tốt nhất cho giải đấu. Rất cảm ơn bạn Đại Duy Lê đã trả lời giúp Hương Còi cái câu hỏi vừa rồi của bạn Vũ Hổ. Và như vậy là một lần nữa cái lợi thế cơ hội trong tay mình thì cơ thủ Nguyễn Thành Nam đã trao lại cho Nguyễn Văn Đặng. Một cú đánh quyết định ghép luôn, giải quyết nhanh. Không thành công. Này nó bị bảng số này. Dừng luôn à? Dừng luôn à? Chắc lắm. Em đang cái mạng 3G mà. Dũng Tam Đảo, anh Mạnh Treo thì có đánh, tuy nhiên thì hiện nay ban tổ chức thì chỉ đặt có 3 máy quay, nhưng 3 máy quay này thì đều tập trung vào bàn một bàn TV table thôi. Không được tốt, có cái sự may mắn nào không ạ? Vẫn còn được. Và một cú đánh không được tốt được cầu thủ Nguyễn Thành Nam, có vẻ như là dư dày. Thank you.
Lê Duy Đại, Mạnh Xuân, Nguyễn Bá Mạnh thì đánh ở trận 2. À, mất đường. Nhìn mất mái, chỉ còn má mỏng thôi, và đang đã quyết định một cái cú chạy đạn khó trong cái tình huống vừa rồi. Chiến Đào Tuấn Con đánh lượt 2 em nhé. Một tràng pháo tay cho cầu thủ Nguyễn Thành Nam. Sau những cái cú đánh chưa được tốt thì anh đã sửa sai bằng một cái cú cần chính xác. Thế bi đã rất dễ dàng rồi. Cơ hội xem bằng tỷ số. Vi Sinh Hoàng rất cảm ơn bạn đã động viên. Dũng Tam Đảo ơi, hiện tại thì đang có một cái chút sự cố, chính vì vậy mà cái màn hình tỷ số đang bị mất một chút nữa, thì anh Lương Anh Kiên phụ trách kỹ thuật sẽ chuyển lại cái màn hình tỷ số này. Còn trước mắt thì Hương Còi cũng xin phép thông báo về tỷ số trận đấu này đang là 1-1. Như vậy là đây là trận đấu đầu tiên của vòng loại với bảng A, là bảng giữa các tay cơ chuyên nghiệp và hạng A, cũng đang được diễn ra với cái trạng thái rất cân bằng. Trên màn hình các bạn thì đây là cơ thủ Nguyễn Văn Đãng. Nguyễn Văn Đãng sinh năm 1990, và trong cái cách tổ chức theo cái quy mô vừa rồi của Magic thì lần đầu tiên được tổ chức tại câu lạc bộ Star tại An Dương, và Đãng cũng đang là đương kim vô địch của cái hình thức tổ chức giải như thế này. Trong cái giải ở An Dương chị thấy là Đãng có một cái cú đề pa rất tốt, để xem cái giải ở Dầu Ăn như thế nào. Bởi vì một cái cú đề pa thì chúng ta thấy là có nhiều cái yếu tố tác động tới cái cú đề pa. Đấy, vẫn cái đôi tay đấy, vẫn con người đấy. Và kỹ thuật đấy có thay đổi hay không. Và như vậy là chủ yếu là sẽ do cái gì? Bàn bóng. Ở giải lần trước thì bóng sử dụng là bóng Cyclop, còn hôm nay The One đang sử dụng bóng TV. Và với cái sự thay đổi về cái bóng thi đấu thì về cái kỹ thuật của cú phá của chúng ta cũng phải thay đổi theo. Đấy là điều chắc chắn. Và vừa rồi thì đã phá cũng rất là ok, tuy nhiên thì cái hợp lệ cái sự kiểm soát của các bóng trên bàn thì có vẻ như không được tốt lắm. Chị cảm nhận như Đãng có vẻ xếp bi chưa được, cái kỹ thuật xếp bi của Đãng trong cái ván đấu này chưa được tốt. Bi số 3, bi số 6, bi số 7, bi số 9 đang nằm rất gần nhau, như vậy có vẻ như là xếp hơi lỏng. Bởi vì cái cú đó, những cái quả bi này không chạy, chứ không phải nó chạy vài vòng nó quay lại đó. Chính xác, đúng không? Chính xác. Nếu như chúng ta xếp chặt thì một cú phá không cần nhiều lực thì các bi đã đều rất tan ra rồi. Nhưng nếu chúng ta xếp lỏng thì chúng ta có phá mạnh đến mấy thì các bi thì cũng không thể nào mà tan ra được. Đó là một số lưu ý cho các anh em bạn bè khi mà chúng ta chơi bi, và đặc biệt là ở bộ môn 9 bi cũng như 10 bi. Một cái cú đánh ở cái vị trí tay rất khó chịu khi mà Đãng phải thực hiện một cái cú thủ bi cò. Có vẻ như là Đãng định cân bóc mặt bi số 2, nhưng mà vì nó cò tay là cái tiếp xúc của quả cái vào má, bi số 2 đã bị sai và vào giày, và thay vì cái việc là ý tưởng được thực hiện thì Đãng đã chuyển sang chơi ăn lê, tức là quả cái đã bị rơi xuống lỗ góc. Và cơ hội đã dành cho anh Thành Nam rồi.
sẽ là đặt bi và điều sẽ là rất khó để có thể tính toán được. Có lẽ sẽ là chém bi số 3 ở phía lô tít trái và cái đi 2 bắc. Với cái việc mà phá bi nó không được tơi như này, mặc dù là tất cả những quả bi đều còn đường hết, nhưng nó đòi hỏi những cái cú đánh của chúng ta về cực kỳ cẩn thận và chi tiết, bởi vì đây là những cái quãng điều ngắn, đúng không? Đấy, chỉ một chút mở má sai thôi thì đây sẽ là một cú điều về đòi hỏi kỹ thuật rất nhiều với bi số 2 và bi số 3. À, bi số 3 với bi số 4, một cú trô xòe phê trên bàn mì mới rất khó chịu. Vâng, một pha xòe phê, và có lẽ là anh Thành Nam cũng đang không tin vào mắt mình nữa. Có lẽ anh chỉ tính trô áp phê một băng thôi. Mà thế nào nói quăng thẳng là... sang cái hướng bên đấy luôn, nhưng mà cuối cùng thì bị nỉ mới nó chuỗi. Ôi, Quý Phùng, Tô Ngọc Sơn rồi, em cũng yêu hai anh nhỉ. Yêu đến khi phải hết hơi xì lâu thì thôi. À, xin chào anh Tạ Quốc Tuấn nhá. Nhìn thấy hai người Hải Phòng đang theo dõi rồi. À, chút nữa thì Hương Còi sẽ cập nhật một số những thông tin của các tay cơ đến từ các tỉnh thành. À, hiện nay thì với bài câu lạc bộ Dấu Ăn Đồng Viên Hồng thì có 63 cơ thủ tham gia, được chia thành hai bảng. Một bảng 48 dành cho các tay cơ xếp hạng C và B. Trong đó có 19 tay cơ xếp hạng B và 29 tay cơ xếp hạng C. Ở bảng A có 23 cơ thủ tham gia thi đấu, 8 cơ thủ chuyên nghiệp và 15 cơ thủ xếp hạng A. Và đồng loạt ngày hôm nay trên 10 bàn của câu lạc bộ Dầu Ăn Nguyên Hồng thì đều diễn ra tất cả các trận từ chuyên nghiệp cho tới hạng C. Lân Yên Bái, xin chào em. Vâng, rất tốt. Có vẻ như sau ván đấu đầu tiên, sự nhập cuộc của anh Thành Nam chưa tốt thì bây giờ anh đã lấy lại được sự tự tin rồi. Anh đang đi bóng rất trơn tru và rất là đúng hướng với những cái hướng mà mình mong muốn đâu. Có thể là cái khung dạo đầu chưa được tập trung không? Trong những cái ván đầu hơi trượt trạc một chút thì cái kinh nghiệm thi đấu già dơ vài chục năm cũng đã khiến cho anh cái điều tiết lại cái nhịp đánh và cái tâm lý của mình. Đây sẽ là một trận đấu rất hay đấy. Trong thời gian gần đây thì tôi cũng thường xuyên tập luyện tại câu lạc bộ Man Up, thì dạo gần đây thì anh Thành Nam đã có một phong độ rất là cao. Rồi, bi rồi, tỷ số sẽ là 2-1 cho anh Thành Nam. Rồi, xin chào em Thịt Xiên Nướng Luân Yên Bái kìa. À, Luân Yên Bái, phải rồi em ơi. À, chào Luân Yên Bái nhé. À, trong những cái phút đầu sao động về cảm xúc cũng như là đã ảnh hưởng tới cái tay cơ để thực hiện những cái cú đánh thì cơ thủ Nguyễn Thành Nam cũng đã giành giật và lấy được cái lợi thế trong cái ván đấu thứ ba, tỷ số 2-1 cho Nguyễn Thành Nam. Và tuy nhiên thì đây không phải là một cái tỷ số an toàn, đặc biệt là với một cái tay cơ trẻ và có cái khả năng sát thủ rất tốt như Nguyễn Văn Đặng. À, Thanh Sơn, vâng. À, vừa rồi là bạn có bình luận về cái phần miễn bi số 9, vâng. Các cụ hay nói là tin nhau là trình, vâng. Và với trình độ của tay cơ, các cơ thủ ở hạng chuyên nghiệp thì trượt còn bi 9 đấy là điều không phải là không thể nhưng rất là khó. Đấy, khi bi số 9 là chỉ là bi ăn chắc thôi, không phải điều gì cả thì các đối thủ thường sẽ dành những cái sự tôn trọng cho nhau. Cái vị trí đấy là vị trí đẹp và đặc biệt là vị trí của một cái cú đánh bi cơ bản. Tất cả những cái tay cơ chơi chuyên nghiệp thì đều có những cái cú đánh với bi cơ bản thì gần như là ổn định rất cao. Đó là công việc hàng ngày về luyện tập rồi.
Và số lượng quý khán giả thì cũng đang dần tăng lên. Tuy nhiên thì với một trận đấu với Heidecker rất nổi tiếng là Nguyễn Thành Nam và Nguyễn Văn Đãng thì Hương Còi cũng mong muốn là cái quý số lượng quý khán giả sẽ phải theo dõi trận đấu này sẽ tăng hơn nhiều hơn nữa. Các bạn hãy giúp cho Magic Blast Shop chúng ta chia sẻ cái phần phát trực tiếp này về tường để chúng ta chiêm ngưỡng cái những cái vũ điệu trên bàn bia, cũng như là chúng ta có thể là học thêm được rất nhiều những cái kinh nghiệm và những cái bài học thông qua xem hai tay cơn thi đấu. Có vẻ như các cầu thủ chúng ta hiện nay thì đang thi đấu trên cái điều kiện là bóng sai club quen rồi, nên là thường xuyên là có những cái cú đánh bi mà thực sự là không được rõ ràng nhỏ lắm. Vừa rồi là một pha điều đánh bi số 1 ngay ở vị trí cửa lỗ điều bi số 2 nhưng lại bị lỗi của anh Thành Nam. Cái bàn nỉ mới đây, đây là hai tay cơ chúng ta cũng thấy là sẽ gặp những, nó sẽ ảnh hưởng tới cái cú đánh và chất lượng. Vì sao? Vì là ngoài cái việc là bóng chơi loại khác này thì bàn đây là bàn mới, bàn đã thay lì mới rồi. Hai cái yếu tố rất quan trọng để thực hiện những cái cú đánh thì và cú điều thì lại nó khác biệt với cái mà thường xuyên mình hay làm. Đấy là cái yếu tố cản trở tới những cái đường điều nó không được tốt. Về suy nghĩ cá nhân thì em nghĩ đây cũng là một trong những cái yếu tố để mà có lẽ là BI Việt Nam, BI Pool, nói nên BI Pool theo ý kiến cá nhân thôi, nó chưa được có tầm trên thế giới là vì như vậy. Bởi vì cái theo cái ý kiến cá nhân thôi là cái khả năng thích nghi của các cơ thủ Việt Nam chưa được bằng với các cơ thủ thế giới. Cái tính ổn định nữa. Ở các cơ thủ thế giới thì họ thường có những cái khả năng làm quen, thích nghi với điều kiện thi đấu rất nhanh. Họ chỉ cần đánh 1-2 ván là người ta đã hiểu hết về bàn và đã có thể đánh trơn tru như là rất là quen rồi. Còn các cơ thủ Việt Nam thì vẫn là làm quen được nhưng sẽ cần nhiều hơn một ván đầu. Có thể là phải là một game đầu. Chị cũng đồng tình với Linh về cái câu chuyện đó. Tuy nhiên thì ngoài cái việc là thích nghi ấy, thì cái cơ bản của họ là gần như cái khung, cái sườn của họ là họ rất vững. Đó, cái khung sườn vững. Các tay cơ của Việt Nam thì chúng ta, các kỹ thuật mọi cái thì đều rất ok. Thế đều cũng là trình độ có thể so tầm với thế giới được. Tuy nhiên thì cái ổn định nó lại chưa cao. Đấy, ví dụ cùng đưa ra một cái cú đánh, thậm chí những tay cơ Việt Nam có thể thực hiện tốt hơn tay cơ nước ngoài. Nhưng cái độ ổn định thì chúng ta khi chúng ta đánh 10 quả thì chỉ làm được những cái cú đánh nó chỉ khoảng 8 quả thôi. Còn các tay cơ mà trên thế giới gần như là gì, họ đã quyết định là họ thực hiện một cái cú đánh thì gần như không có lỗi. Đấy, và họ biết là họ đang làm gì, cái sự tỉnh táo trong khi đưa ra quyết sách. Xin chào em Phạm Thái Duẩn. Xin chào anh Tùng HD, Dương Thành An, ông cụ Non Rapid. Xin chào tất cả mọi người. Rất cảm ơn bạn Lê Hiến đã đồng tình với cái phần bình luận vừa rồi của Hương Còi và Tạ Văn Linh. Một pha đầy hơi thừa lực của Văn Đãng. Với cái hình này thì có lẽ sẽ là đẩy một băng và đưa bi cái sang hẳn phía bên tay trái màn hình của quý vị. Sẽ là một pha đẩy thoát tay một chút. Bi cái sẽ đi qua mặt chín và sang bên phía góc trái màn hình. Sẽ là đẩy hai băng. Tuy nhiên thì cái nỉ mới này là sẽ khiến cho Đãng sẽ có những cái sai số đấy. Vậy đẩy này phải đẩy qua lỗ 10, cái sẽ qua lỗ 10. Rất tốt. Vâng, đúng là như vậy rồi. Chính xác rồi. Cảm ơn anh Tùng HD nhé. Nguyễn Văn Lượng có hỏi về Tùng, bạn Hoàng Nguyễn thì có hỏi về Tùng Hip và Hiếu Hippo thì cũng đang đánh rồi. Nguyễn Văn Lượng hỏi chị là hôm qua chị lên nhà Xíu ạ. Chính xác rồi, ngày hôm kia thì Xíu cũng đã khai trương câu lạc bộ Monaco của mình và ngày hôm đó thì chị Hương Còi cũng đang bận cho nên là không lên, thể lên được. Và hôm qua thì cũng đã theo chân Magic Blast Shop lên đó để chúc mừng
khai trương của câu lạc bộ cũng như là hỗ trợ cho Xíu trong một số những cái vấn đề liên quan tới việc câu lạc bộ khi mới vào hoạt động. Trận đấu đang diễn ra một cách hết sức là gay cấn, tỷ số liên tục bị giật đuổi và hiện tại tỷ số đang là 2-2 rồi. Quả này thì Văn Đãng sẽ là người phá, tiếp tục sẽ lại là một cuộc phá rất kỹ thuật đến từ Văn Đãng. Ở những cơ thủ chuyên nghiệp thì thường chúng ta sẽ thấy những cú đánh thiên về kỹ thuật hơn là về lực. Đó cũng chính là lý do vì sao mà các cầu thủ chuyên nghiệp đã đánh được rất là lâu và bền, không dùng nhiều sức thì đương nhiên là cái việc đánh được lâu nó sẽ đến thôi. Phá là tốt nhưng vẫn đã hình tơi rồi, chỉ có bị số 2 là má hơi mỏng một chút. Mình vừa nói về cái khả năng thích nghi của các tay cơ của Việt Nam cũng như là các tay cơ ở trên thế giới, thì chị cũng thấy một cái cú depa có sự điều chỉnh của Đãng. Trong cái cú depa trước của Đãng thì Đãng đã có cú depa hợp lệ, tuy nhiên thì cái bì hình nó cũng chưa thực sự là tốt. Và đến cái cú depa này thì Đãng đang ngay lập tức có cái điều chỉnh sửa sai. Tuy nhiên thì cái key của bản đấu này thì nó nằm ở ngay trong bi số 2, bi đầu tiên. Nếu như mở khóa được bi số 2 thì sẽ là một ván gian lao. Một cú đánh rất tốt của Đãng khi mà dùng bằng led mà đánh một cái cú đánh có vẻ như là ghim cái xịt cà phê. Tuy nhiên thì bàn nỉ mới nó trôi. Nó bị tuột. Một điều may mắn cho Văn Đãng là nó tuột quá, và nó tuột qua cả con 7 luôn. Nếu như không phải cái bàn nỉ mới thì quả cái sẽ ở cái vị trí con 3 rất đẹp, với cái kỹ thuật đánh vừa rồi bằng led của Đãng. Chính xác. Có vẻ như lại chuyển trèo sang cải lương rồi. Vâng, và liên tục là những pha đánh lỗi lực của Văn Đãng. Vâng, tôi đang cảm giác như kiểu anh đánh ăn chắc thôi, ăn chắc vì đấy thôi. Hoành Cường ơi, bạn có hỏi là tới đây có dự định làm giải Monaco không chị? Giải Monaco, câu lạc bộ Monaco là của Xíu, cho nên là em phải hỏi Xíu, chứ còn Magic không thể trả lời câu hỏi này thay cho Xíu được. Phạm Công ơi, mình có rất là nhiều nhật ở Việt Nam mình ấy, cái ngữ pháp ở Việt Nam thì có nhiều cái đại từ nhân xưng ấy mà chúng ta có thể sử dụng được, cho nên bạn có thể dùng những cái, lựa chọn những cái đại từ nào nó phù hợp để chúng ta có thể nói ấy, vừa thể hiện được cái ý tưởng của mình mà vừa thể hiện được cái sự trân trọng của mình. Phạm Thái Duẩn, chính xác rồi, Đãng vừa vô địch giải của câu lạc bộ An Dương do Magic tổ chức, và trong giải đấu này thì Magic cũng đã duy trì với hai cái bảng đấu, bảng A và bảng B như thế này, tạo một cái cơ hội cho các tay cơ ở hạng BC sẽ có lợi nhiều hơn. Và đây là giải đấu thứ hai Magic Blackstock duy trì với cái hình thức tổ chức như vậy. Có vẻ như là theo như đánh giá của Magic thì cũng đã nhận được cái sự ủng hộ của các anh em chơi bia với hình thức tổ chức này, bằng việc là trong những cái ngày khi Magic kick off giải đấu thì liên tục là những cái cú điện thoại để đăng ký tham gia giải đấu, và thậm chí cho đến áp chót cái giải trước khi khởi tranh thì vẫn có những cái tay cơ muốn xin để tham gia đánh giải. Mặc dù là ban tổ chức cũng đã chốt với danh sách, bởi vì với cái bảng này thì đã full. Hương có hy vọng rằng nếu như tất cả
các quý khán giả hay các tay cơ có quan tâm tới những cái giải đấu do Magic Plus Shop tổ chức thì các bạn cũng có thể là sẽ đăng ký sớm hơn một chút để chúng ta lấy cái cơ hội tham gia giải đấu cũng như là giúp cho ban tổ chức của Magic có cái sự chủ động nhiều hơn trong cái việc là chốt danh sách. Rất cảm ơn các bạn. Tí cô chị Hương Còi cảm ơn em. Xin chào Kiên Pháp, xin chào em. Fan hâm mộ của anh Kiên Pháp này đặt nick Facebook là Kiên Pháp. Còn nick Facebook của anh Kiên Pháp Đỗ Thế Kiên có nick là Kiên Pháp FST. Đặng Việt Trang thì có hỏi rằng là tầm 10 triệu thì mua được gậy như thế nào. Có lẽ là với cái câu hỏi này để trả lời chính xác thì bạn sẽ liên lạc với anh Đặng Thành Kiên với Magic Plus Shop thì sẽ có một cái câu trả lời sẽ đáng nhất với bạn. Đấy, tuy nhiên thì với 10 triệu thì tôi tin chắc rằng bạn cũng có thể sở hữu một cái cây gậy đánh ok lắm rồi. Đặng Việt Trang với 10 triệu thì nếu như bạn ưa thích cái dòng gậy mid thì bạn đã có thể sở hữu một cây mid MP rồi. Đang được giống như là gậy thi đấu của anh Hoàng Sao đang thi đấu, Dương Quốc Hoàng. Cây gậy vừa vừa đúng không? Vừa tiền, thêm một chút chúng ta có trình độ, chúng ta luyện tập thì đều có thể làm được những cái việc như Hoàng Sao đó, là những cái cú đánh như Hoàng Sao. Bạn Thái, bạn Sơn Thái thì nói rằng là hạng F thì có được tham gia giải đấu này không? Thì xin thưa với bạn Sơn Thái là với giải đấu được tổ chức bởi Magic Plus Shop hiện nay thì chia thành hai bảng. Và như vậy thì chúng ta chỉ có 4 hạng thôi. Chuyên nghiệp A, B, C. Đó, và nếu như bạn ở hạng F thì bạn cũng sẽ, nếu bạn tham gia thi đấu thì bạn sẽ được xếp ở hạng C bạn nhé. Vừa rồi là câu trả lời của Văn Đãng đến cho Thành Nam. Tỷ số lại được Văn Đãng dẫn ngược lên 3-2 rồi. Trả lễ về cái cú miễn vừa rồi đúng không? Có vẻ như hôm nay có qua có lại cho vừa lòng nhau. Văn Đãng sẽ là người chạy và Thành Nam sẽ là người đuổi. Em nghĩ như vậy à, theo cái diễn biến vừa rồi. Theo diễn biến từ đầu trận đấu đến giờ thì có vẻ như đúng là Thành Nam chưa dẫn tỷ số được ván nào cả, chỉ là gỡ hòa thôi. Đâu có, ván thứ 3 thì Thành Nam đã dẫn trước với tỷ số 2-1, bây giờ mới là gỡ hòa của Đặng. Chị cũng nghĩ là có cái sự phân tích tương đối đúng của Linh. Bởi vì là trong những cái cú đánh của anh Thành Nam, vừa là một người thầy của Hương Còi, Hương Còi cũng đã sát cánh với anh Nam ở tập luyện ở câu lạc bộ Bia Made Up thì có vẻ như anh Nam chưa đánh được bằng hết cái khả năng của mình. Có vẻ như cái điều kiện bàn bóng mới như thế này cũng đã chi phối tới những cái cú đánh của anh Thành Nam, thậm chí cả Đảng. Tuy nhiên thì có vẻ cái khả năng kiểm soát của Đảng trong cái những cái ván đấu, và Hương Còi đang khen thì lại đứt dây đàn. Và với cái thế bi như thế này thì không có cái lý do gì mà chúng ta không sử dụng một cộng bi cả. Khi mà bi số 5 và bi số 6 đang là hai bi rất khó để có thể giải quyết. Ok, rất chính xác và kinh nghiệm đến từ anh Thành Nam. Tỷ số rất được nhanh. Cái ván bản nó đã dễ hơn được. Và Linh không đi làm thầy sẽ bói được đâu Linh nhá. Chị Hương Còi khuyên Linh là như vậy. Vừa dự đoán xong cái sai kết quả ngay. Vâng, và bây giờ tỷ số mới là 3 đều thôi mà. Tại sao mà nói là hôm nay có lẽ sẽ là Văn Đãng là người chạy, Thành Nam là người đuổi. Bởi vì Văn Đãng đưa giành quyền phá trước. Và cái việc phá trước tưởng chừng như nhỏ nhưng nó sẽ rất quan trọng. Và đặc biệt là khi mà những cái trận đấu căng thường xuyên là sẽ vào những cái ván đấu chung kết thì cái người phá sẽ giành lợi thế cực kỳ lớn.
Ok bạn Đặng Việt Trang nhé. Kiên Pháp mà bạn Kiên Pháp mà bạn này phải do dùng cái từ mình chị Hương Còi xin phép một chút để mọi người tránh nhầm lẫn, thì chị Hương Còi vì bạn ấy rất là mộ anh Kiên Pháp mà đặt nick Facebook là Kiên Pháp thì chị Hương sẽ dùng cái từ là Kiên Pháp phẩy. Chút nữa thì chắc chắn là Thiện Lương cũng sẽ lên hình, tuy nhiên thì trong cái trận đấu nào thì cũng chưa biết, nếu như Thiện Lương đánh tốt vào vòng trong thì kiểu gì cũng lên hình, nếu muốn được lên hình thì phải đánh tốt. Kết quả tỷ số của bảng B, trận đấu giữa cơ thủ tay cơ Đinh Công Đại và hay gọi là đại con người Thanh Hóa. Đại con thì sau một thời gian nghỉ không tham gia, không chơi bia thì đại con đã quay trở lại và rất lợi hại khi chiến thắng với Hoàng Đại tại Thái Nguyên với tỷ số là 7-3. Trong khi đó thì Đinh Công Đại đã phải chấp Đại Thái Nguyên với tỷ số là 7-1 và chiến thắng với tỷ số 7-3. Và hiện tại thế bi trên bàn đã đang là thế bi không đơn giản một chút nào, khi mà bi cái đang rất gần bi số 1 và nếu như kỹ thuật không tốt thì sẽ bị lùa ngay. Chị cảm thấy rất khó chịu trong cái cú đánh này, rất dễ bị lùa, nhất là cái nghỉ mới nữa. Dùng cái kỹ thuật cao này để đánh trên cái bàn nghỉ mới này rất dễ bị dính một cái cú lỗi vì hai bi gần nhau mà lại phải điều bi số 2. Bi số 2 thì đang bị kẹt mất một đường lỗ góc bên trái. Vâng, không lỗi. Một pha đánh không biết là đó có phải là ý đồ của anh Thành Nam không, nhưng có vẻ như là may mắn đã mỉm cười với anh Nam khi mà bi số 1 đã vừa đủ lực để chạm băng và vô tình đã tạo ra một thế bi tương đối khó cho Văn Đảng rồi. Cái cú đánh đó là anh Nam anh quyết định đánh để siết cái phê để tránh bị lùa. Tuy nhiên thì cái má đó là cái má khi siết phê nó rất dễ bị bung ra mỏng. Giải đấu này thì đang được diễn ra tại câu lạc bộ The One ở số 42 Nguyên Hồng, thành phố Hà Nội các bạn nhé. Xin chào anh Võ Văn Tiến. Xin chào người thừa. Một cái cú quyết định chém siết a phê chém a bằng không thành công. Theo Linh thì lý do vì làm sao? Đó, Linh chắc chắn là nó là lý do là cái thành băng nó mới, thành băng mới và nó không cần được cắn a phê như những cái bàn mà chúng ta đã thi đấu được khoảng tầm 1 đến 2 tuần thì cú đánh đó sẽ là có khả năng thành công rất cao. Nhưng tuy nhiên thì bàn này mới thay nên là cái gần như là cái băng nó không cắn một chút a phê nào cả. Chính xác rồi, chúng ta hình dung như một cái bảng ấy mà chúng ta chát vào đấy thật nhiều cái nến ấy, chúng ta sẽ cầm cái phấn chúng ta viết lên thì bao giờ nó cũng trơn, nó không viết lên được. Nhưng nếu một cái bảng mà có một cái độ giáp vừa phải thì khi viết lên cái phấn lên thì nó sẽ rõ. Và vừa rồi thì Linh cũng đã phân tích ở trên bàn bia thì cái nỉ mới như vậy nó vẫn còn cái lớp nến đó, nó cho nên là cái quả cái nó chạy tiếp xúc vào băng thì gần như là cái nó không cắn cái áp phê nào và nó chuỗi thẳng luôn, nó dựng thẳng lên. Còn nếu ở trong cái bàn nỉ cũ thì nó sẽ cắn cái áp phê và nó sẽ quét qua má cái bi số 1 vừa rồi. Một phân tích rất là chi tiết đến từ giảng viên Trần Ngọc Hương. Áp dụng luôn nghiệp vụ sư phạm vào để phân tích bia và rất là hay. Quý vị và các bạn hãy dành một trang like và tim cho nữ cơ thủ, nữ giảng viên Trần Ngọc Hương này. Vâng, chọn một chàng bạn lại cho Hương Còi rồi thì Hương Còi vẫn
phải nói thật là hôm nay có vẻ như là Linh không đi làm thầy bói được, bởi vì chỉ còn 3 bi trên bàn thôi. Và cái má mở bi số 6 ra bi số 7 đây thì không có lỗi, má rất đẹp rồi. Đây là má hồng rồi. Một pha đánh bằng kỹ thuật đầu gậy rất tốt của Thành Đa. Tâm bi cái đi một góc 90 độ so với Thành Bằng và điều ra vị trí thuận lợi nhất để đưa bi số 8 xuống lỗ. Hoàng Vũ Tàu cũng vừa vào xem và có một cái bình luận là bé quá. Hương Còi cũng xin hỏi là Hoàng, là không biết là ý kiến của Hoàng là đang nhận định về điều gì đây. Hương Còi cũng chưa hiểu cái nhận định này của Hoàng, Hoàng sẽ giải thích thêm nhé. Kết quả Hiếu ơi, cho xin cái kết quả trận đấu của Hiếu. Cho xin cái bảng đi luôn để nắm với mọi người hỏi. Và anh kia bắt đấy thì để cho đi câu lạc bộ trước. Tương giã. Ok, trên màn hình các bạn Magic Blast Shop xin gửi tới một số những cái hình ảnh tại câu lạc bộ The One ở 42 Nguyên Hồng đang diễn ra giải đấu với sự tham góp của 63 cơ thủ. Không gian câu lạc bộ ngày hôm nay rất thoáng đãng, mặc dù có số lượng các tay cơ tham gia cũng như là các quý khán giả đang hiện diện ở đây rất đông, rất sôi nổi. Tuy nhiên thì câu lạc bộ Dầu Ăn Nguyên Hồng cũng đã chuẩn bị tất cả những cái điều kiện tốt nhất để giải đấu có thể diễn ra được một cách tốt đẹp nhất. Các bạn có thể quan sát cái diễn biến của giải đấu này rất sôi động, đông vui nhộn nhịp. Bạn Phạm Đình Già thì bạn có thể nhìn đi từ xa cái áo màu xanh, màu chủ đạo của Magic Blast Shop này, có một người đang mặc thì đó chính là Thiện Bắc Cạn nhé. Rồi bạn ấy có tham gia thì bạn ấy đang khởi động trước khi vào trận đánh. Khánh Nhà này ăn nhiệt một chút nữa sẽ đánh nhé. Chúng ta xem lại cái cú D3 của anh Nam nhé. Anh Nam có cú D3 9 và 10 bóng đều rất tốt, đều ổn định. Phá bằng kỹ thuật là chính, không dùng quá nhiều lực. Một pha phá không tốt của Thành Nam đã để lại cơ hội cho Văn Đãn. Và với cái thế bi như thế này thì không quá khó để Văn Đãn có thể kết thúc ván đấu, khi mà các bi đều rất tơi rồi. Các cụm bi 1, 2, 3, 4 và 5, 6, 7, 8, 9 nằm tách riêng, rất thuận lợi cho cái việc điều cái. Bạn Phạm Đình Gà bạn nói rằng là giải này Thiện Bắc Cạn 100% vô địch. Ồ, không dễ dàng như vậy đâu. Phạm Đình Gà, thứ nhất là ở bảng A này thì có sự tham gia của 8 cơ thủ chuyên nghiệp. Bên cạnh đó là có sự tham gia của 15 cơ thủ xếp hạng A, đều là những người có khả năng là sát thủ rất cao.
Bên cạnh nữa là một điều nữa là ở bảng B thì những cái tay cờ của chúng ta với cái cách tổ chức như thế này thì đều có cơ hội vào vòng trong, và biết đâu một lúc nào đó để có thể huy hoàng tỏa sáng được thì sao. Và với ván đấu vừa rồi thì bằng cái việc điều bi số 1 rất kỹ thuật, điều AP ba băng, thì Văn Lãng đang giành quyền chủ động trong ván đấu này thôi. Và với bi số 4 này thì sẽ là một pha đẩy cu lê AP thuận thôi. Sẽ là một pha đẩy cu lê AP thuận mềm mại, hay là một cú táng bi bằng lực đây. Cái má này táng thì cảm giác nó hơi nặng, nhưng mà trên mình mới có thể làm được. Chính xác rồi. Và chị cũng đang định nói với cái điều là nếu mà bàn thì cũ mà táng cái quả bi này theo cái góc độ như vậy nó sẽ nặng. Đấy, cái độ quăng nó sẽ không được như cái bàn nỉ mới. Đấy, tuy nhiên thì đã thực hiện thành công cái cú đánh này. Một pha táng rất tốt. Và đây sẽ là một pha chích mềm rồi. Chích mềm cái là giữa bàn để điều video 6 thôi. Ok. Trô lên hay đè bét một cái để đánh bảy lỗ phải, à lỗ giữa. Trô lên nó hợp lý hơn vì bảy đánh lỗ giữa nó hơi hẹp. Tiếp tục là đánh xăng C, cái ra giữa bàn. Sau đó thì chém bi 8-1 băng. Rồi. Sẽ chém bi 8-1 băng. Đúng là Linh không đi làm thầy bói được. May nhá, không thất nghiệp. Đừng tưởng già mà chạy không nhanh. Nhìn thầy đã bứt phá tỷ số khiến cho Đáng lại là người phải đuổi theo. May là trẻ là bám đuổi cũng sát nút được. Chắc chắn tỷ số sẽ được san bằng. Chính xác rồi. Phạm Đình Gà, chị nhớ là được rồi, không cần phải chụp lại màn hình đâu em. An tâm. Nếu như mà Thiện nó mà vô địch thật thì chị sẽ bảo nó là liên lạc với em để cảm ơn em. Vì cái niềm tin của em đặt cho nó tới 100%. Hoàng Văn ơi, Nghệ An giải này thì không có ai tham gia được em ạ. Cú đê ba tốt. Và một cú đê hợp lệ. Chính xác là một cú đê ba hợp lệ của Văn Lã. Tuy nhiên không có pin nào rơi xuống hố rồi. Đang nói là tốt cho anh Nam. Cú đê ba tốt cho anh Nam. Nếu như cái ván bàn này mà anh Nguyễn Thành Nam anh ấy dọn hết thì đúng là khẳng định là ngày hôm nay Linh đừng có đi cái dự đoán cái gì cả, mà đặc biệt là cái giờ lô đề đừng có xúi ai làm gì cả. Hôm nay có vẻ như là lô đề là không chơi. Ninh Bình thì cũng không có ai bạn ạ, chỉ có gần Ninh Bình thì có bạn Chính Tuyền ở Hà Nam, bạn có tham gia. Lượt 2 sẽ đánh sau trận đấu này nhé, bạn Chiến Đào. Và trên bàn TV table thì sẽ liên tục là những cái trận đánh nối tiếp nhau.
Thanh Huyền hỏi Đông Triều, Đông Triều Quảng Ninh đúng không bạn? Tùng Nguyễn, thank you em. Nguyễn Thanh Tuyền, không có ai Đông Triều Quảng Ninh tham gia ở giải đấu này bạn nhé. Chừng như Thiện dạo này hơi hot. Nguyễn Thế Hậu, Lương Đức Thiện thì có tham gia giải này bạn nhé. Chỉ còn có baby thôi, tuy nhiên thì cái tay bàn của anh Nam đang để cái vị trí cũng không phải là thoải mái lắm. Tốt rồi. Một ván đấu rất mẫu mực của anh Thành Nam. Nhưng có lẽ là tôi xin phép Hoành nói Cường này sau khi ván đấu được kết thúc thì nói trước bước cái hôm qua trên dân. Ok, tỷ số sẽ là miễn rồi. Linh không có cơ hội để nói điều gì khác biệt thế rồi. Chị biết Linh đang định nói cái gì rồi. Bạn Hành Cường có hỏi về cái người đứng ngồi cạnh điều hòa thì là John không thể đến đâu. Có ai có số điện thoại ở trên đấy liên lạc. Đó chính là cơ thủ Nguyễn Văn Hiếu, Hiếu Hippo. Chúng ta cùng đến với ván đấu thứ 10. Thành Nam sẽ là người phá. Ở Ninh Bình giờ này không có ai tham gia bạn nhé. Công Minh, anh Kiên thì theo ở trong giới bia Việt Nam thì theo tôi biết thì có ít nhất là có ba cơ thủ tên là Kiên. Kiên Pháp, anh Đặng Thành Kiên và anh Xếu, Kiên Xếu. Không hiểu bạn đang hỏi anh Kiên nào. Có vẻ như ba ván đấu gần đây thì hai cầu thủ đều đang có những cú phá không được tốt cho lắm, liên tục đấy, những cú phá không có gì nào rơi xuống lỗ cả. Dạ, cậu mình Kiên Pháp giờ này không tham gia bạn nhé. Hoạt Trần Lễ Sầu giờ này cũng có tham gia và đang đánh rồi. Ngọ thì giờ này không tham gia. Thiện thì sẽ thi đấu ở trận 12:15 bạn nhé. Quyết định là chém công luôn. Tuy nhiên thì với một cái vị trí bị cái côn băng như vậy thì Văn Đãng đã không thành công trong cú đánh của mình. Đó, chúng ta sẽ đến với những cái tình huống xử lý của anh Nguyễn Thành Nam. Anh Nguyễn Thành Nam là một cầu thủ có khả năng xử lý các bi tình huống rất hay. Đó là kết quả đạt được trong rất là nhiều năm luyện tập thì anh với kinh và anh đã tích lũy được kinh nghiệm. Khi gặp những cái tình huống bi khó thì anh thường xử lý rất là mượt mà và
tôi cảm giác như anh xử lý còn mượt mà hơn cả những cái bi dễ nữa cơ. Bởi vì sao? Bởi vì những cái gì khó ấy, thường người ta hay nhớ lâu. Vì khi người ta vượt qua được chính mình, người ta hay nhớ. Một pha đánh tốt của anh Thanh Nam, tuy nhiên thì bị cái đang ra một vị trí không được đẹp chút nào cả. Với cái việc là nếu như chúng ta đánh bị 4 thì chắc chắn là bị cái nó sẽ đi hướng lên trên thôi. Thì với cái thế bi như thế này sẽ là một pha đẩy trơn và nhẹ hết lực thôi, nhẹ hết cỡ. Không nghe đẩy trơn cũng nhẹ bị tuột. Sẽ là một pha đẩy. Chứ nghĩ là cái cú đi lên này, đánh bập một phát là cái nó sẽ quăng lên một chút. Cái đánh bập một cái là nó sẽ quăng lên, đẩy trơn lên, không có đồ gậy nhưng nếu mà đẩy trơn lên trên bàn nỉ mới rất dễ bị trôi. Và với cái thế bi này thì hoàn toàn anh Thành Nam có thể sử dụng cú đánh 50-50, đánh bi 4 về phía lỗ tít và cái đi một băng. Thì nếu như có trượt bi 4 thì nó sẽ ra một thế bi khó hoặc là ra thế bi thủ. Bi đạn thì không khó chút nào nhưng mà để điều trong cái tình huống này rất khó chịu. Bình thường có khi có tay là một cái cú đánh cũng đã, cái má của nó đã khó chịu rồi, lại thêm cái tay đánh nữa, lại không thoải mái. Và đúng là anh Thành Nam đã quyết định đánh theo hướng 50-50 rồi. Hoạt Trần ơi, giải này được tổ chức tại số 42 Nguyễn Hồng em ạ, câu lạc bộ Dầu Ăn. Với tình huống đó thì tôi nghĩ là anh nên căn dư dày thì hơn. Bởi vì khi mà bị cái đi qua bi số 9 thì khả năng đuôi rất cao. Tuy nhiên thì anh quyết định là chọn phương án là đánh căn dư mỏng. Thực ra thì cũng khó nói trong cái tình huống ấy lắm. Bởi vì thường cái tâm lý của mình đánh là mình sẽ đưa bi đạn vào lỗ. Đó, và cái má bi như của anh Nam ấy, thực ra để đánh dư mỏng hơi bị khó. Khó chịu hơn là cái má gần như chúng ta ngắm hay vào dày. Cho nên là đấy là một cú đánh công hoàn toàn của anh Thành Nam. Nhưng không tốt thôi. Rồi, và một pha kéo về rút áp phê tốt của đảng. Tuy nhiên thì do nỉ mới nó không bắt, nó đến đấy nó lại bưng ra luôn. Nó không xoay thêm cái áp phê ra theo cái góc căn của đảng như bình thường. Chị thấy là đảng đã tính cái đầu gậy căn vào như thế rồi. Ra một cái đùi rất là khó chịu như thế này thì khả năng đỡ thủ thành công sẽ rất khó thôi. Khi mà bị cái đang rất gần với bằng rồi, cái việc tính toán cho những cái cú A bằng nó sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Để chúng ta lại xem bắn đá về cái với cái bộ óc thông minh của Văn Đãng thì sẽ xử lý thế bi này như thế nào. Xem trí thông minh của ta đây. Là con hồ hay là người nông dân? Người nông dân phải làm gì? Rồi. Quyết định là trở thành người nông dân. Thành công. Xuất hiện ngay thần nông, xin chào thần nông nhé. Chào chú Anh Minh, Sina. Chào nếu em không về. Chào tất cả mọi người. Rồi, rồi.
là nhìn thấy nhưng không nhìn thấy gì. Và cái má ở cái góc chéo, đường chéo của cái bi số 6 với bi số 8. Có vẻ như là không thể trực tiếp mà chạm được bi số 5 rồi. Lái sẽ phải là một cái cú A băng tiếp theo. Quyết định xuất tê. Chắc chắn sẽ là một pha xuất tê. Sẽ là một pha xuất tê đỏ dư dày. Xuất căn để dư dày hơi khó. Dư dày. Bởi vì là cái bi cái đang gần sát vào bi số 8. Để nếu mặc dù bi 5 có trượt ấy, thì nó sẽ là đi 2 băng lên. Thì dù ít dù nhiều thì bi cái và bi quân nó cũng cách xa nhau. Chúng ta xem cái kỹ thuật sút tê nhé, trong cái tình huống quả cái gần như này. Gần à. Tốt. À, vừa rồi là một pha dư mỏng. Tuy nhiên thì lại bị rất may mắn là bị số 6 lại che mất đường của bị số 5 rồi. Chứ nếu không có bị 6 thì gần như sẽ phơi thôi. Bị này thì còn chờ đợi gì nữa mà không sơn mong. Bi số 5 và một băng đập đầu 6. Bi cái sẽ ở vị trí máy bi số 9. Lại chạy trốn để giành cái quyền chủ động đúng không? Chị nghĩ là có thể anh Nam sẽ đánh một cái cú đánh bằng 2 băng. Wow. Tốt quá. Một tràng bão lai cho cú thủ bi của anh Nguyễn Thành Nam. Thực sự là quá hay. Căn rất kỹ góc ra của quả cái và lực rất tốt. Hôm nay về phỏng vấn anh Nam là ngày xưa anh có chơi caro hay không? Thì thường là những cái người chơi bia, chơi pool ở ngoài Bắc này với cái tầm tuổi như anh Nam chơi từ lâu đời ấy, thì thường là cũng đã chơi cái bộ môn này, chơi caro. Với cú căn góc và lực rất tốt trong cái cú thủ bi. Một lần nữa thì anh Nguyễn Thành Nam lại đưa cho đảng vào cái thế bị động. Liên tiếp là những cái cú đỡ đòn thành công của đảng. Bắt buộc phải sử dụng một cú A1 băng dài rồi. Sẽ là rất khó để có thể kiểm soát được cái tình huống này. Khi mà A1 băng dài là điều rất khó khăn. Chúng bị đã khó rồi và cái việc kiểm soát hình nó còn khó hơn nữa. Vẫn trúng. Vẫn trúng, nhưng tuy nhiên thì có vẻ như sẽ là phơi. Có vẻ như sẽ là phơi, nếu như tôi không nhầm. Vâng, đúng là như vậy. Em có thể nhớ ra sáng nay sẽ quần áo trong ngày sắp chưa đi. Mày nói có thể nhớ ra sáng nay sẽ quần áo chưa, chưa có quần áo. Có để cho mày ra, đi thẳng cánh cổ đây nữa. Tình huống này sẽ như thế nào? Để an toàn thì thôi ta cứ bấm cái ở đấy thôi. Đánh 6 về phía tít sai. Nếu như má đó là má thẳng, còn nếu má thuận lợi thì hoàn toàn có thể sử dụng một pha cúp 2 băng để điều bi số 6. Và rất chính xác. Quyết định là cúp 2 băng. Một chút tàng đã giúp bi cái ra một vị trí rất thuận lợi rồi. Cái cú táng là cái cú đánh mà đòi hỏi cái kỹ thuật này, chúng ta đưa cái tốc độ lớn và cầm chắc tay, lao cả cánh tay chứ không dùng bằng cái tốc độ chậm mềm. Và khoảng đến 90% tỷ số sẽ là 6-4 rồi. Còn tuy tôi vừa nói xong thì anh Thanh Nam lại điều ra một cái ván không thể nào mà xấu hơn nữa. Và tưởng chừng như sẽ là một cú đánh không phê, chả hiểu sao nó lại ra phê. Theo Linh thì cái má bi này nên đánh như thế nào? Chị thấy là do cái bàn này bàn nỉ mới thì thôi mình cứ đánh thoát tay, đánh quăng luôn 4 băng này sẽ, cho chắc. Sẽ là một pha xịt áp phê 2 băng. Dễ bị kéo xịt luôn. Rồi. Ok. Suy ra cái má vẫn còn cao, má dày, chị nhìn tưởng má mỏng.
Để thôi đánh những 4 băng đi cho chắc. Rất tốt. Như vậy tỷ số lại tiếp tục được leo thang cho cầu thủ Nguyễn Thành Nam. Và tỷ số là 6-4. Nhưng về tài năng trẻ Nguyễn Thành Nam. Sát thủ Nguyễn Văn Đãng vẫn đang đi tìm đối thủ của mình để xử lý, nhưng mà có vẻ như bất thành trong trận đấu, trong cái bàn đấu tiếp theo. Tài năng trẻ Nguyễn Thành Nam, phong cách ăn mặc rất trẻ trung. Like Ricky. Hôm nay là phối màu rất ăn ý với tông màu chủ đạo là màu đen. Thì anh đã được nổi bật với hai đường kẻ vàng và xanh lá trên áo và kẻ vàng ở giày. Một người đàn ông ở độ tuổi tứ tuần, rất chi tiết và tế nhị trong kể cả cách ăn mặc. Rất trẻ trung. Vâng. Áo Get Ready, giày Human Ray, găng tay Felix. Thầy đang dùng găng gì đây? Găng Felix. Găng này bao nhiêu tiền nhỉ? Chị chưa biết để ý găng này. Găng này giá thị trường hiện giờ đang là 150k. Giá vừa phải đúng không? Rất, cái gì cũng hiệu mà. Rất vừa phải. Và nếu như các bạn chơi bia mà các bạn cần tìm cho mình một chiếc găng tay, tôi nghĩ là cái chiếc găng tay là rất cần thiết, bởi vì cái khí hậu ở Việt Nam là khí hậu nhiệt đới gió mùa, nên là cái việc mà thay ra mồ hôi và bị xịt gậy nó là điều không thể tránh khỏi. Thì các bạn có thể liên hệ ngay với cả Magic Bila Shop để có cho mình những chiếc găng tay Felix với chất lượng cao nhất. Và Hoàng Hít. Và cái này thì tôi chỉ đoán thôi, nó rơi khoảng tầm thôi cái này thì tôi nghĩ là bạn nên vào không phải bị ẩm. Facebook của anh Nguyễn Thành Nam thì bạn hỏi đi. Lọc cái sâu lên mỏng. Và mình lại xâm phạm đời tư. Nhưng tôi nghĩ là nó không dưới khoảng mới nói một chục đâu. Ít là nó phải trên một chục. Cái gậy của thầy á, gậy của thầy thầy chuyên dùng hàng hiệu nhưng mà order được những cái trang web mà giá rẻ hơn một chút, bởi vì thầy gần như là tín đồ shopping, như là khách hàng quen thuộc trên thị trường, mua được rẻ hơn. Nếu mà ai mà ý định mà muốn mua thì nhờ thầy Nam thì mua thì chắc là sẽ được rẻ hơn một chút. Và để với diễn biến trận đấu thì vừa rồi Văn Đặng có một tình huống xử lý bi ba rất là khéo, điều vị số 4 rất là ok rồi. Má này thì hoàn toàn có thể đánh cả lỗ người lẫn lỗ tít đều được cả. Cái má này má cu lây trực tiếp được xuống đấy. Cả hai má thì đều sẽ là một phá đẩy trơn rất là nhẹ nhàng và tính lực thôi, không có gì quá khó khăn cả. Quyết định là đánh lỗ 10 rồi, cứ không quyết định đẩy trơn mà để tránh cái ly đuôi 7 thì anh đã quyết định là cắm AP để tránh ly đuôi 7. Cái Phạm Minh với Phạm Công Minh là cái này có phải là một không, mà là không có cả tên Minh Phạm với lại Phạm Công Minh. Minh Phạm và Phạm Công Minh. Phạm Công Minh là Thanh Hóa. Rồi. Hôm nay thì Văn Đãng sử dụng khá nhiều các cú đánh ba băng. Biết là bàn mới nên là cái bi rất trôi, nên là cái việc hãm lực khó. Anh quyết định là điều đường ba băng cho thoát tay thoát góc. Kinh nghiệm.
rất kinh nghiệm và đó là cái khả năng thích nghi của các cầu thủ không dập khuôn. Nhưng mà muốn thích nghi được cũng vẫn phải đòi hỏi có những cái kỹ năng cơ bản tốt mới thích nghi được, chứ còn không có những cái kỹ năng cơ bản thì muốn thích nghi cũng không thích nghi được. À, một chút may mắn thì đã ra một thế bì quá thuận lợi cho Văn Đáng, rút ngắn tỷ số xuống còn 5-6. Với một cái game đấu đánh đến 8, cái tỷ số này chưa phải là tỷ số an toàn. Đặc biệt là với sát thủ Văn Đáng, bất cứ lúc nào Đáng cũng có thể có một cái sức bật rất tốt. Nhưng mà mặc dù là anh Nam thì đang dẫn trước một ván thôi, đó là lợi thế nhưng cũng không thể chủ quan được. Xin chào trường Black nha. Và liên tục là những cú phá hợp lệ của đến từ hai cầu thủ. Nhưng tuy nhiên thì không có bi nào chết cả. Không những 3 bi về bếp, còn đây là 4 bi về bếp này. Một cái cú đề ba mà bóng nó chia ra thành hai nhóm ở góc bàn bên kia, góc chéo bên này. Rằng thì Văn Đáng có thể tận dụng cơ hội này để có thể san bằng tỷ số hay không? Long Trịnh, Mạnh Treo giải này không đánh bạn nhé. Mạnh anh ấy có đánh và anh đã đánh một trận rồi. Anh đang ngồi chơi Candy Crush. Rất xin lỗi bạn. Cái đầu gậy của Đáng trong cái cú thực hiện vừa rồi ấy, mà bị số 1 ra bị số 2 đánh để căn cái khe 4-5 là rất tốt. Vì Đáng cũng đã quyết định thực hiện một cái má mở để chủ động điều bi số 2 về bi số 3. Tuy nhiên việc điều bi số 3 cũng không phải là một vấn đề dễ dàng chút nào cả. Nếu như đánh Guafe thì rất dễ sẽ bị chuộng. Ra tay rất mềm, rất trong mềm. Cái cú đánh vừa rồi Linh đang phân tích về rất dễ bị chuỗi, chính xác cái má nó còn hơi dựng nữa, phải đưa rất nhiều phây. Nếu các bạn với cú đánh như thế này mà các bạn chỉ cần đưa tốc độ nhanh hơn một chút thôi thì rất dễ là sẽ bị chuỗi và nó sẽ không thể nào đến được cái vị trí mà mình mong muốn cả. Vừa rồi là một cú ra tay rất là mềm của Văn Đá. Cái cú đánh vừa rồi mà đánh ra tay nhanh là rất dễ thành ra cắn mũi chút táng ngay. Nhưng mà Đáng đã xử lý một cái cú bi, một cái quả đánh, cú đánh rất hay. Hình như bị hơi bị mất má đúng không Linh? Linh ngồi nhìn xa giúp chị xem đúng không? Chị ngồi đây chị cảm nhận hình như mất má. Có vẻ như là hơi mát má và Đáng định còng. Nhưng quyết định rồi. Quyết định sút tê điểm rơi chăng? Điểm tiếp xúc của quả bi cái phải tới được đúng cái DP số 4 mới có thể đưa được bi số 4 vào lỗ và điều được bi số 5. Một cái cú sút tê điểm rơi không dễ chịu.
không tốt rồi. Tôi vừa nói đến cái cú sút tay điểm rơi, Đãng đã tiếp xúc vào vị số 4 quả cái của Đãng, tuy nhiên thì lại rơi sai điểm, rơi trên đầu vị số 4 chứ không phải vào đúng đít. Ôi mà cơ hội rất rõ ràng để anh Thành Nam nâng tỷ số lên 7-5 khi mà game đấu của chúng ta chỉ là game 8 thôi. Việc ai lên 7 trước là một lợi thế cực kỳ lớn. Hiện nay trên giải thế giới, giải quốc tế thì đang diễn ra giải đấu của Nga đúng không? Giải tại điện Kremlin ấy. Tuy nhiên thì các cầu thủ của Việt Nam đã không tham gia giải đấu này. Trong năm ngoái thì một số tay cờ của Việt Nam cũng đã tham gia giải đấu này. Tuy nhiên thì năm nay thì chúng ta cũng vừa về từ giải Thượng Hải. Và các bạn cũng thấy là trong những ngày vừa qua thì trên trang của Phúc Long Pullmaster thì cũng đã truyền tiếp cái màn hình ở trong giải Kremlin tới các quý khán giả. Và chúng ta những ngày cuối tuần này chúng ta được chiêm ngưỡng với rất nhiều những cái giải đấu, kể cả ở trong nước và ngoài nước, những cái món ăn về tinh thần và đam mê dành cho các quý khán giả của Việt Nam. Anh Nam này cũng đã tận dụng cái cơ hội để tiếp tục gia tăng tỷ số. Chỉ còn một ván nữa là cầu thủ Nguyễn Thành Nam sẽ chiến thắng trong trận đấu này. Và để bước tới được cái chiến thắng trong trận đấu đầu tiên này thì Đãng sẽ phải có một cái sự bứt phá rất lớn với 3 bàn thắng. Chỉ còn một ván đấu nữa thôi thì anh Nam sẽ bước tới chiến thắng. Đây này. Rồi, và một phá bi tốt của Văn Đãng. Bi số 2 đang ra một vị trí quá là thuận lợi rồi. Hoàn toàn là có thể chém mỏng và hai băng. Bi cái sẽ ra vị trí giữa bàn. Thank you.
trong một pha điều cái có phần lỗi má của Văn Đãng thôi. Và cái việc mà điều bi số 6 ở trong ngày ván đấu này là cái tình huống không phải đơn giản một chút nào cả, khi mà bi số 9 và bi số 8 đang chặn đường ở hai lỗ tiếp gần của bi số 6 thôi. Có thể là sẽ là một pha điều bi số 6 ở lỗ 10, hoặc là sẽ là một pha đứng bi và cộng bi số 6 và bi số 9. Tôi sẽ nghiêng về cái khả năng là điều bi số 6 ở lỗ 10 thôi. Còn với những cái cơ thủ chuyên nghiệp thì thường họ sẽ rất hiếm khi mà người ta sẽ chọn những cái phương án 50-50 như là cộng 9 chẳng hạn, hoặc là cân băng. Sẽ ra là rất ít khi. Sẽ phải là người ta dẫn, các khi các cầu thủ dẫn tỷ số sâu rồi thì người ta mới quyết định là đánh như vậy thôi. Một pha trồ nhát tay của anh Văn Đạo. Anh sợ là bị đuôi bi số 8. Bi này thì... và ra tình huống như thế này thì... hoàn toàn là có thể là sử dụng một pha dấu cái bằng một cái cú đẩy bi rất đơn giản thôi. Thì bi cái sẽ va vào đầu bi 9. Chính xác không? Rất là ok. Cái này đáng thao hồ đỡ đòn. Bạn Hoàng Hữu Cầu có hỏi là thua bị loại luôn này chị? Không bạn ạ, chúng ta đang đánh trận đấu đầu tiên của vòng loại và thể thức thi đấu là chúng ta đánh chín bóng xếp cao, phá luân phiên và chết hai mạng. Vừa rồi là đã liên tiếp phải á băng, bây giờ là đòn trà đũa. Có vào mép không? Được. Vâng, quan sát thấy cái việc mà A2 băng gần thì có trúng thì cũng thành phơi. Anh quyết định, anh Thành Nam quyết định là A2 băng dài. Và nếu như trúng thì sẽ cái tỷ lệ ra thủ rất là cao. Đó là cái việc chấp nhận rủi ro trong những cái cú đánh của mình. Khi mà biết chắc mình có A chỉ để trúng thì cũng vẫn sẽ thua thôi. Cái nỉ mới nó quăng đấy, cho nên là cái cú A bằng nó không được tốt. Khi cứ mỗi một lần mà chúng ta A áp phê, cái quả cái chạm một băng thì nó lại mất đi cái áp phê một lần. Nó quăng. Em quân chưa lên à? Cơ hội bán đổi tỷ số cho Đãng. Mặc dù là bị dẫn, chỉ còn một ván nữa là anh Nguyễn Thành Nam sẽ kết thúc trận đấu. Tuy nhiên thì còn nước còn tát và tình thế vẫn có thể xoay chuyển được khi cơ hội đến và đã tận dụng được. Chính xác rồi, tỷ số của trận đấu này là 6-7 cho Đãng. Trận đấu bắt đầu bước đến những cái giây phút sau cùng, đang rất căng thẳng.
Ván đấu thứ 14, quyền D3 thuộc về cầu thủ Nguyễn Thành Nam. Vịt Idol chính xác rồi. Phá luân phiên là phá mỗi người phá một ván. Ngày hôm nay có vẻ như là hai tay cơ này có cái cú đưa ba cũng không được tốt. Sau cái cú đưa ba vừa rồi thì anh Nam mình đã trao lại cái cơ hội để cho Đãng dọn bàn. Và nếu như mà Đãng nắm bắt được cái cơ hội này thì cái diễn biến trận đấu sẽ đến cái ván chung kết sẽ rất căng thẳng. Một game đầu đến 8 và tỷ số đang là 6-7. Chỉ cần Đãng tận dụng được thôi thì hai người sẽ bắt tay nhau để đến với cái ván chung kết quyết định người thắng kẻ thua. Một cái cú đánh áp phê căn góc và lực rất tốt. Tuy nhiên thì các bạn có thể quan sát trên màn hình là bi số 3 đang bị kẹt ở một cái góc lỗ bên phải màn hình. Và chắc chắn là Đãng sẽ phải thực hiện một cái cú để điều, một là cộng bi, hai là sẽ phải dùng một cái cú đánh đè áp phê lên để điều bi số 3 cùng lỗ với bi số 2. Bạn mới lấy vợ một lần, bạn có hỏi rằng là sắp tới có giải chuyên nghiệp nào không? Thưa với bạn là đến giây phút này thì Hương Còi cũng mới nắm được một số những cái dự kiến của một vài câu lạc bộ. Tuy nhiên thì nó chưa chính thức, cho nên chị Hương Còi xin phép chưa thông tin về cái câu hỏi của bạn. Xin chào MB Lý Đức Phùng Mạnh Hà. Rồi, như vậy là cái bi hình zigzag đã được Nguyễn Văn Đãng bẻ còng rất tốt. Sát thủ Nguyễn Văn Đãng vẫn đang rất tập trung và lạnh lùng với những cái cú đánh quyết định. Mèo Bắc Ninh nhá, không được cáu giận ở đây. Trên màn hình là không chỉ chị Hương Còi đọc được comment mà tất cả các quý khán giả đang theo dõi trận đấu này cũng đang đọc được comment của mình nhé. Cho nên là giảm bớt cáu giận đi. Rất tốt Nguyễn Văn Đặng, cơ hội chớp lấy. Chỉ còn 2 bi thôi, chắc chắn là thành công rồi. Các bạn hãy cho một tràng vỗ tay thật lớn cho Nguyễn Văn Đãng đi. Và cho một tràng vỗ tay thật lớn cho cả hai cầu thủ. Hai người chuẩn bị bắt tay nhau đến với ván chung kết của trận đấu đầu tiên của vòng loại. Các bạn hãy cho một tràng vỗ tay đi ạ, cổ vũ cho cả hai cầu thủ. Ai chiến thắng trong ván đấu sau cùng này cũng đều rất xứng đáng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng rất khá khen cho Đãng trong cái một cái ván đấu với ván bàn vừa được dọn. Trong cái trạng thái rất áp lực, chỉ cần sai một ly thôi thì phần phát trực tiếp này sẽ ngay lập tức kết thúc. Tuy nhiên thì Đãng vẫn duy trì và cống hiến đến giây phút cuối cùng. Nguyễn Bà Hiếu xin chào em.
không biết. Thế cái gì rồi đấy? Có tôi thấy ở đây túi ni lông mua áo đen để ông túi ni lông. Có không, lúc anh Phương ngồi đây là sẽ đẩy cái đấy lên đây. Cái gì vậy? Cái áo anh nhận à, cái áo đen đen thì vâng. Ai cần được? Với ghi hình như này thì anh Nam anh ấy rất khó là sẽ có giành được cái cơ hội để chiến thắng trong cái ván đấu quan trọng này. Và nếu như mà có thắng hay thua thì cũng phải thực sự rất khá khen cho Đăng khi mà đang bị dẫn rất sâu. Và trong cái ván đấu áp lực như vậy thì Đăng đã vượt qua một cách hoàn hảo. Có tốt không? Vâng, chỉ còn hai bi trên bàn nhưng mà cầu thủ Nguyễn Thành Nam đã đứng dậy bắt tay xin chúc mừng cho Đảng. Tôi thấy là Đảng đã rất bản lĩnh và gọn gàng trong cái việc thực hiện những cái cú đánh sát thủ của mình. Thực sự là Hương coi Ví Von Đăng là một sát thủ rất đúng, với cú ra tay rất sắc bén và không để lại dấu vết. Đăng bị luật luôn. Rồi chúng ta sẽ khép lại cái phần phát trực tiếp của trận đấu đầu tiên giữa cầu thủ Nguyễn Thành Nam và cầu thủ Nguyễn Văn Đăng. Và xin chúc mừng cầu thủ Nguyễn Văn Đăng đã có một phần thi đấu xuất sắc, đặc biệt là với những cái ván đấu sau cùng này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong cái trận đấu tiếp theo, trận đấu giữa cầu thủ hai tay cờ rất nổi tiếng của làng bia Việt Nam, đó là cầu thủ Đặng Thành Kiên và cầu thủ Nguyễn Phúc Long trong ít phút nữa. Anh có liên hình không?